ca sĩ Khánh Hoàng làm. Gà thắt kỹ trên ông. Dũng luôn. Rồi, đem lên chiến các bạn ơi. Quá đã luôn. À, xin chào các bạn nha. À, sáng mình vô vườn mình kiếm đống mối vô mảnh này. Quá trớn luôn. Đây. Đến quay cho các bạn xem. Đây nè. Đây nó nhiều lắm. Đây nè. Đó. Đây nè. Đó. Bên kia có con tay núp nở nè. Cái cây này khười nó. Nấm búp không nha các bạn. Cực kỳ ngon luôn. Đây nè. Đó. Trong đây nữa các bạn. Nhóc nè. Búp không? Đó. Đây nè. Đó, có tên. Đây nữa nha. Đó. Để một hồi mình hái xong mình cân thử cái gì. Để thèm luôn. Năm rồi mình hái ở đây là được mấy trăm gram. Hôm nay mình thấy là nhiều nè. Mới ngồi có chỗ này nhấp nè. Mới tìm ra ổ nữa các bạn. Đây. Ổ này nó hơi nở nha. Nằm tuốt tầm đây nè. Đây. Đó. Ổ này nó nở rồi. Lòng vòng vòng đây nè, nhiều lắm. Hai mươi trái ớt hồi làm món gà nấm mối siêu cay. Ớt này là ớt tự nhiên luôn các bạn.
tự lên luôn, tự có trái luôn. Chơi hết cây. Tôi lỗi luôn. Mọi người ơi, mọi người ơi, hồi sáng thấy mối giờ dồn vô con gà rồi hấp nha mọi người. Nhậu con này tê dữ à. Ừ, cứ qua để nước cũng được đó. Ca sĩ Khánh Hoàng làm đó. Trời ơi. Mọi người giới thiệu quá mọi người. Té ghế. Có gì nữa hả? Sáng hái luôn nè, hái một bịch ớt gừng nè. Đây, bịch ớt gừng bỏ vô lô, hồi bỏ chắc chắc chắc. Đừng đưa đứt cho đây nè Hoàng. Đừng mẹ. Rồi để từ từ quay gần nha. Kể nó tội tội hổ xịt. Ồ, nó chết nó xuống rồi được. Đó, nấm mối miền Tây nè mọi người. Mình xuống dây á, còn có lại. Có mà để cái lưng xuống rồi mày ấy cái ngồi nó dịu dịu lại cái. Ngồi rớt rồi sao? Vì mẹ nó cũng hơn mua mấy cái này hầm đụng mẹ từ thịt. Trưa giờ hết hai còn giờ còn được. Chú ba không mua cái gàn á, củi đụng mẹ không biết nào lé mà mưa này đó. Chơi nguyên thủy luôn chứ đâu có nêm nếm nha, dễ biết mắm rồi cứ dưới là chơi có mùi. Ừ, cho dậy mùi không? Thì vô để chút xíu rồi hái lưới lên. Cho dậy mùi lên. Có dậy lưới miếng cho nó thấm thấm đi rồi. Gà thắt chỉ tơ hồng. À, hấp nước nó mối ớt mà nước hầm xương nữa hả? Nước hầm xương nó ngọt thì thôi luôn. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Wow, chỗ này chắc sai mồi quá. Thứ gì chịu nổi. À, trong khi chờ đợi gà chín, chú cháu làm trước hai tô xương hầm các bạn. Mồi có bốn người mà mồi thấy nó lạnh đó. Xương hầm đó, đang tôm nữa nè. Trời ơi. Tự cháy xương nữa. Hồi ai ăn thấy tự chạch dội. Xương cắm gì? Nè, đây nè, bổ hủ tạng đây. Nãy dặm vô. Nãy tôi tính quậy hủ tạng nè. Dữ vậy. Chưa có thịt ta cha, cho để hủ tạng gì mà nó chung gì. Vậy mẹ đi. Cho mẹ đi, hơi the thôi. Có gì được rồi, ừ. Chưa có bán mùi đó. Không có chuyên nghiệp gì trơn. Xương hầm chấm nước tương bồ tạc các bạn. Mẹ ta. Ăn ngộ luôn.
ớt không, thêm ớt không, tạt cay còn thêm ớt nữa. Cái lâu lâu vô chuồng heo nhậu một bữa nè, đó chuồng heo nè, ngồi chuồng heo nhậu kế bên chuồng vịt đó. Rồi chứ sao được mà. Nhảy nhảy quá đã luôn. Sống nha, còn sống nha. Nếu thế thì bỏ chú ba hỏi qua hai vị thả thả gì chưa? Này để mở hai con. Thả này bao nhiêu lâu rồi? Nghiệp á. Chín rồi. Trời ơi. Nhỉ. Ngon. Nay mùng 3 mùng 4 rồi. Ồ nó mối. Trời ơi. Thả cá mẹ. Đây, quá đã luôn. Chú tao rồi. Dịch tao nay cũng 15 ngày. Quá đẹp luôn. Rồi. Trời ơi, trời thử coi. Ủa, ăn dụng luôn. Rồi, đem lên chiến các bạn ơi. Quá đã luôn. Ừ, thôi chơi mẹ nó mịn luôn. Ha, nó ngọt. Gà gà hấp nấm mối chấm mù tạt. Trời ơi. Gà hấp nấm mối chấm mù tạt. Ớt hiểm gừng. À, thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi, do heo hầm. Trời ơi, một năm mới ăn được một lần. Trời ơi, cái nấm nè, nấm mối, cái nấm như cái dù luôn bự. Trời ơi, ngọt tản thần, nấm này nấm nếp nữa nghe các bạn. Cho na vô cây nấm cho na, nấm nếp luôn. Cho na vô cây nấm đi. Đang con ghi hình nó. Đó vô cái nấm mày. Từ 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 từ. Chấm miếng mù tạt luôn. Chấm miếng mù tạt luôn. Đó, quất nửa cái. Rồi vô. Ôi ôi, ngon. Ôi. Cay nồng quá. Ngon. Ngọt nha, ngon không? Ngon. Quá đã. Quá đã rồi. Quá đã rồi. Thứ gì chịu nổi, giờ thêm mắm thêm muối nữa nghe. Thứ gì chịu nổi, à, mời mấy bạn dùng nha. Miền Tây chỉ có nấm mối với gà thôi chứ không có gì đó. Các bạn ủng hộ kênh cho mình đi rồi mình dẫn mấy bạn mốt là cứ giao lưu với kênh Bãi Sì Tên nha. Bên Tre mình nha. Bên Tre mình nha. Dẫn đi ăn nấm mối. Giờ dẫn xuống cho na nhậu gà hấp nấm mối bậy chấm bù tạt rồi thôi, đơn giản thôi. Quê bà của người thấy sao ngon cho là ngon luôn nữa nè. Đó, ớt 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 thiệt luôn, ớt gừng luôn, ớt gừng luôn, ớt này ớt tự nhiên luôn. Nhiều lắm, đặc sản này không có chứ.